em tả bài văn ấy, với con ve sầu mà em chẳng hiểu tả như thế nào. Con ve sầu thì mày cứ con ve sầu như nào thì mày cứ nhìn mà tả thôi, lên mạng mà xem con ve sầu như nào mà tả cho. Nhưng mà cô bắt bài văn đấy phải 2.000 từ cơ. Hai từ Mà thì tao thì là tao chỉ đọc ý cho mày thôi, xong rồi tí nữa về mày chép vào. Còn giờ bên tao nhạc được chung. hả? Bên nhạc chung. Tao giờ tao có việc, tao chỉ viết ý, tao đọc ý cho mày thôi, mày viết vào. Trên thế giới có rất nhiều loại ve. Viết nhanh đi. Quá lâu này. Tí viết lại ngắn nó nha. Vâng. Ve chó, ve bò, ve trâu, ve chim, ve chuột, ve mèo. Mà bài này chẳng có cái sầu cơ mà. Thì mày cứ viết hết các loại con vật ra nhưng mà phải thêm chữ ve đằng trước, phải chưa? Tí rồi sẽ tả con ve sầu. Mày cứ viết càng nhiều con vật ra thì nó càng được nhiều chữ, ngu thế. Rồi. Nhưng em chỉ thích mỗi con ve sầu. Nên hôm nay em xin tả bài văn về con ve sầu. Rồi, đấy là xong cái mở bài nhé. Thân bài này. Cứ mỗi khi mùa hè sang. Viết nhanh vào, tao phải đi ra đây. Mỗi khi mùa hè sang. Không biết ve sầu từ đâu về làng em ùn ùn như người đi chảy hội. Rồi. Ve trắng, ve vàng, ve xanh, ve nâu, ve đen, ve tím. Da cam, nói chung là các loại màu mày cứ ghi hết các loại màu vào, hiểu chưa? Các loại màu vào để nó nhiều chữ lên mà. Chúng thường biết chậm thế. Chúng thường đậu ở khắp nơi. Cây bồng, cây khế, cây bàng, cây phượng, cây me, cây chuối, cây hoa xương rồng, kinh chưa? Đọc cái cây hoa xương rồng nó đã có thêm cho mày 3 chữ rồi. Nên thay nên để tao còn phát này một tí, nữa tao, đi rồi mày ở nhà mình viết rõ rồi. Rồi à, xem nào. Chúng thường hút nhựa cây này, không giúp ích gì cho người dân, chỉ được cái đáy vậy. Nhưng mà viết vậy thế cô giáo cô có chấm điểm chắc không sao đâu, vì mình tả con ve mình tả thật mà. Rồi. Chúng thường phát ra những âm thanh inh tai. Ve 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 ve. Thì nó ve sầu nó kêu chả lắm hay sao? Riêng cái từ ve này cứ viết ra 4 mặt giấy ra. Để cho nó đủ 1.000 2.000 từ thôi. Sao nhiều quá không? Không nhiều đâu, 2.000 từ nhiều lắm. Rồi nha, cứ ve ve mình cứ viết cho ta 4 mặt giấy nhá. Rồi Xong xong cái xong ve ở xong cái ve là xong cái phần thân bài. Còn kết luận này. Cuối mùa hè sang mùa thu, lũ ve sầu chết sạch, lũ ve sầu chết sạch vì kêu quá nhiều do bị viêm họng, vì bị viêm họng do kêu quá nhiều nên lũ ve chết. Rồi xong. Nhưng mà em thấy cái bài này nó cứ sao sao ấy. sao cái gì tả con ve sầu tao tả cho mày như thế, tao còn thiếu cái chi tiết gì không? Tao sẽ là chuyên văn bây giờ, không thì mình làm sao mà đừng nhờ tao nữa. Đấy, nói chung là nội dung cứ như thế, tí nữa này cứ ghi vào, rồi tao cũng có việc tao bí đây, nhé, tí về đi kiểm tra. Nhớ là cái chữ ve là phải viết 4 mặt giấy nhé.